Lá cốt tạo bao gồm một chiều dài 1m7, gồm những viên pháo, 18 viên pháo, được trang trí và thiết kế rất là đặc sắc và bắt mắt như các bạn đã thấy ở đây. Bên cạnh đó, chiếc pháo cũng bao gồm những đèn led màu đỏ nhỏ nhấp nháy như đem lại điều may mắn và hạnh phúc cho năm mới. Sản phẩm được dùng bằng điện trực tiếp và được điều khiển bởi một chiếc điều khiển nhỏ như thế này. Bây giờ chúng ta cùng test thử sản phẩm nhé.